cả tất cả các chú anh chị em. Hôm nay Hùng sẽ quay một buổi bán ở trường tiểu học Bơ Vĩnh Trạch, bán ra về ha. Ở ngoài đời nó có ồn ào, xin các chú anh chị em thông cảm ha. Mình xin mời tất cả các chú anh chị em cùng xem ha, giải trí ha. Nếu có gì thì xin các cô chú anh chị em bỏ qua thông cảm cho mình nha. Không, sợ luôn. Rất cho cái màu hồng anh tính. Đẹp không? À, mình tính là đẹp liền. Ừ, cho con cây mình hút tặng cho con cây rồi nữa. Đấy, không ai bớt lại à? Sao, hiểu không? Bớt lại là lấy. Sao, lấy luôn hay bớt lại? Lấy luôn đi. Nha hả? Tưởng đâu kêu bớt lại chứ, tính bớt lại rồi đó chứ rồi. Hello. Chào bạn. Cái nào? Hello. 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 Cho thằng mà học anh tính hết luôn. Cho mấy ông men lên chút xíu để mấy ông yếu quá. Chị này hết vốn rồi, nói gì đó. nó đi học rồi, nó hết vốn rồi kìa. Cái này luôn rồi kìa. Rồi chút nè em ơi, rồi chút nữa lấy nè em ơi. Tôi không hết ông quan trước rồi lấy nè. Ông quan trước rồi lấy được. Không hết được tao cũng chạy. Tôi bị không còn yêu. Chạy vậy luôn không? Không chai một ly luôn không? Hello con. Rồi hôm qua có về tao chưa? Trời. Vui không? Có bị cười không? Kỹ không? Qua cái gì? À, kỹ luôn không? Rồi, con gà chỉ đúng không? Dạ. Con chú bán gà kem ba nó cho bé nó về. Alo. Dạ, ăn gì bạn ơi? Hả? Nhớ nhà không? Rồi ok, tên luôn. Ừ, công tử ha. Hết luôn. Đừng giữ lại ngàn nào hết. Okay.
ăn đậu không? Kết thúc clip này, nhé. Hùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé.